Thưa quý vị, hôm nay ngày 10 tháng 5, Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 bước vào ngày làm việc thứ 6, cũng là ngày làm việc cuối cùng của hội nghị. Theo dự kiến, hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ bế mạc vào chiều nay tại thủ đô Hà Nội. Trong những ngày qua, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã đưa ra thảo luận cho ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề hệ trọng. Các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Trong phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh những nội dung trình hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề lớn, rất khó và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu như đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới. Nhận lời mời của Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joseph Robinette Biden Jr., Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ trong 2 ngày 12 và ngày 13 tháng 5 tại thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Nhân dịp này, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5. Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục đà phát triển tích cực. Việt Nam đón thành công nhiều đoàn Hoa Kỳ thăm Việt Nam, đặc biệt là đoàn Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tháng 8 năm 2021. Hai bên duy trì các cơ chế đối thoại dưới hình thức trực tuyến trong thời gian COVID-19. Hiện hai bên đang tích cực phối hợp thu xếp các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo hai nước thời gian tới, trong đó có chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị cấp cao đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN thăm làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5. Ngoài việc tham dự cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN Mỹ thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có một cái chương trình rất là dày đặc với hàng loạt các cái hoạt động song phương với chính quyền của Mỹ, với Quốc hội Mỹ, với các doanh nghiệp của Mỹ. Đây là một cái chuyến thăm phải nói là rất là quan trọng và đem lại rất nhiều cái tác dụng cho quan hệ của Việt Nam trong ASEAN, quan hệ ASEAN với Mỹ cũng như là cho cái quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ. Trong các trao đổi, phía Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng, tiếp tục đánh giá cao vị thế và coi trọng quan hệ với Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục có các bước đi để tăng cường quan hệ. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là không có giới hạn. Tôi tin rằng hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau đạt nhiều thành tựu trong tương lai. Về thương mại, quan hệ thương mại giữa Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng mạnh với tổng kim ngạch năm 2021 đạt hơn 111,56 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ. Suốt 25 năm so với 25 năm trước đó thì cái hoạt động thương mại của Việt Nam cũng đã tăng đến hơn 168 lần so với cái giai đoạn trước, thì để thấy là chưa có một cái đối tác nào mà cái hoạt động thương mại nói riêng và cái hoạt động kinh tế nói chung lại có những cái bước khởi sắc nhanh như thế trong cái giai đoạn vừa qua. Đến tháng 3 năm 2022, đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ tại Việt Nam đạt 10,3 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 11 trên 141 trong số các nước và vùng lãnh thổ có FDI tại Việt Nam. Hợp tác y tế và ứng phó với COVID-19 tiếp tục là điểm sáng, đặc biệt trong việc hỗ trợ lẫn nhau về trang thiết bị y tế, vaccine, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh và bảo hộ công dân. Ta tích cực vận động phía Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam ứng phó với COVID-19. Bên cạnh những liều vaccine ngừa COVID-19, Hoa Kỳ chuyển cho Việt Nam 111 tủ lạnh âm sâu để bảo quản vaccine Pfizer, đề xuất viện trợ bộ xét nghiệm nhanh Q do Hoa Kỳ sản xuất và phối hợp chuyển giao công nghệ vaccine mRNA mới nhất và thuốc điều trị cho đối tác Việt Nam. Phía Hoa Kỳ cũng đã khai trương văn phòng CDC khu vực tại Hà Nội nhân chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris. Ngoài ra, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong an ninh, quốc phòng, giáo dục, hợp tác khu vực và quốc tế.
Hôm qua ngày 9 tháng 5, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Thái Lan, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã có buổi làm việc với quyền bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sarun Charensuwan. Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả về hợp tác giữa hai bộ ngoại giao, trong đó có việc tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngoại giao số, ngoại giao công chúng. Hai bộ ngoại giao cần tích cực phối hợp, sớm thu xếp các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai bên, họp nội các chung lần thứ tư, cũng như các cơ chế trao đổi giữa hai bộ ngoại giao và các bộ ngành trong năm nay. Hai bên cũng đánh giá cao việc Việt Nam và Thái Lan có số lượng các cặp tỉnh, địa phương kết nghĩa khá lớn, hiện có 13 cặp tỉnh kết nghĩa và 5 cặp tỉnh đang trao đổi văn kiện hợp tác, nhất trí phối hợp thúc đẩy các cặp tỉnh kết nghĩa của hai nước đưa ra các thỏa thuận, chương trình hợp tác và triển khai hiệu quả, thực chất. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí tăng cường hơn nữa vai trò và hoạt động của Hội hữu nghị Thái Việt và Hội hữu nghị Việt Thái nhằm thúc đẩy ngoại giao nhân dân hai nước.